Bộ Công Thương long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 2. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các bộ, ban ngành cùng hơn 1.000 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành công thương. Ngành công thương đã góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi nhiều cái mục tiêu về kinh tế, về an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế. Thì đóng góp vào những cái thành tích chung này có thể nói rằng cũng một phần quan trọng là nhờ cái hiệu quả, cái tác dụng của các hoạt động thi đua yêu nước đã được phát động sâu rộng trong toàn ngành. Trong 5 năm qua, toàn ngành đã có trên 100.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 20.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến giải pháp không tính được bằng tiền, nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Giá trị công nghiệp bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng khoảng 11,6% một năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011-2015 ước tăng 18% một năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng 14,4% một năm. Công tác phát triển thị trường xuất khẩu đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhờ các hoạt động hợp tác kinh tế của chính phủ và chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, vừa mở ra thị trường mới, vừa khai thác tốt thị trường đang có. Công tác nhập khẩu đã góp phần bảo đảm cho nhu cầu máy móc, thiết bị, vật tư cho đầu tư sản xuất trong nước, cũng như để xuất khẩu. Trong đó, tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu là tư liệu sản xuất chiếm khoảng 91,2%. Thương mại nội địa đã bảo đảm cung ứng kịp thời đầy đủ với giá cả khá ổn định các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng xã hội, nên đã giữ được cho thị trường khá ổn định. Những mặt hàng chính sách cũng được cung cấp đầy đủ cho các đối tượng. Về hội nhập quốc tế, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và thế giới, từ việc tham gia vào các hợp tác khu vực như là ASEAN, APEC, ASEM, đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA, cho đến việc tham gia vào hợp tác đa phương, không những đã thể hiện được sự chủ động và tích cực của ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, mà còn thể hiện chủ trương chủ động đón đầu xu thế lớn của hợp tác kinh tế quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành công thương đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Tôi thống nhất với những điểm mạnh, cũng như những tồn tại và những bài học kinh nghiệm mà báo cáo tổng kết giai đoạn 2011-15 mà đồng chí Bộ trưởng đã nêu ra. Đó chính là cơ sở quan trọng để xác định phương hướng phong trào thi đua của ngành chúng ta trong thời gian 5 năm tới, 2016-2020. Tôi tin tưởng rằng ngành công thương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước của ngành, đẩy mạnh hơn nữa những phong trào thi đua với những nội dung và phương pháp thích hợp, chú ý phát hiện nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, kết hợp với việc làm tốt công tác khen thưởng, làm cho việc thực hiện tham gia phong trào thi đua trở thành một hành động tự giác cách mạng trong toàn ngành. Tại đại hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao huân chương lao động hạng nhất và vinh danh các tập thể cá nhân anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, điển hình tiên tiến ngành công thương.